Beijing X7 sau hơn một năm sử dụng và muốn nâng cấp âm thanh lắm rồi thì phải lựa chọn combo âm thanh này ngay nha anh em. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái bộ âm thanh này nó như thế nào. Đầu tiên thì sẽ có một bộ âm thanh rất là cao cấp ở đây, là có mã là Audio Cycle HLC 6.2, và cái mã này là sẽ được cắm ở cánh trước. Thì bởi vì chiếc Beijing X7 này sẽ có tổng cộng là 10 loa, trong đó thì sẽ có 8 loa là 4 cánh cửa, mỗi cánh cửa chúng ta sẽ có 2 loa, nên chủ xe đã lựa chọn sử dụng là hai bộ phân tần cho cả cánh trước và cánh sau. Bộ loa HLC 6.2 này sẽ công suất là 150W, và cái màng loa của nó là aluminium. Màng loa này thì sẽ rất là chắc chắn này, mọi người có thể thấy rất là chắc chắn, và cái phần gân loa này lại cực kỳ mềm để làm sao để giúp cho cái loa dao động một cách tái tạo âm thanh một cách tốt nhất này. Và cái khung xương loa này cũng là một chi tiết rất đáng để ý, bởi vì nó được làm bằng nhựa ABS cao cấp này, và cái khối lượng của nó thì không đáng kể, mà cái khối lượng chúng ta cảm nhận được hầu hết là ở chiếc 500 này đấy, được gắn chắc chắn ở trên phần khung xương loa này. 500 to như thế này tức là nó sẽ tạo ra một cái lực từ trường lớn, và lực từ trường thì sẽ giúp cho màng loa dao động tốt hơn, màng loa dao động tốt hơn thì sẽ tái tạo âm thanh siêu tốt và cực kỳ xịn sò. Tiếp đến, cùng trong bộ phân tần hai way đấy thì chúng ta sẽ có phần loa chép. Phần loa chép này thì riêng cặp loa chép này sẽ có công suất là 80W, đấy một công suất rất là lớn nữa mà còn loa chép bình thường. Và Audio Cycle thì đã có những cái công nghệ làm handmade, làm thủ công bằng tay và cho ra những cái chi tiết cực kỳ sắc sảo. Đấy, anh em tưởng tượng rằng trên những chiếc Rolls Royce có những cái chi tiết được làm thủ công bằng tay sắc sảo thì Audio Cycle nó chính là như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một bộ phân tần. Đấy, trong chiếc loa, trong bộ loa phân tần Highway sẽ đi kèm một bộ phân tần như này, nhưng ở đây chúng ta sẽ không sử dụng và em sẽ nói lý do sau. Ở phần cánh sau trên chiếc Beijing X7 này thì chúng ta sẽ lựa chọn bộ loa phân tần Highway với mã là Audio Cycle MLC 6.2. thì trên tay em là một chiếc loa mid-bass này, nó sẽ có cùng đường kính với loa mid-bass ở cánh trước là 6.5 inch, và điều đặc biệt ở đây là chính ở cái màng loa này, ngoài cái gân loa bằng cao su PT ra thì chúng ta sẽ có cái màng loa là làm bằng giấy cao cấp và được phủ một lớp khung cát ở trên này. Đấy, thì đấy, đây là một cái điều cực kỳ đặc biệt và rất là nổi bật, cũng như là gần như là độc quyền của Audio Cycle, vì chúng ta chưa thấy một cái công nghệ nào trên các loa khác. Nếu có thì chúng ta sẽ chỉ thấy là các hạt thủy tinh thôi, còn đây là người ta phun cát để cho chất âm của người ta là một cái chất âm fresh, tức là một chất âm trong sạch nhất có thể và tự nhiên nhất có thể, và có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc. Thì phần công suất của nó vẫn là 150W giống như ở cánh trước, và cái giải tần đánh của nó, của cái bộ loa MLC602 này là từ 50 cho đến 21.000 Hz, tức là một cái khoảng giải tần đánh rất là rộng để anh em chơi đủ các thể loại nhạc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần loa chép. Vì ở bộ phân tần Highway nên chúng ta sẽ có mid bass và loa chép. Thì loa chép ở đây chúng ta vẫn sử dụng một cái màng loa là màng lụa dày thủ công. Đấy. Thì thay vì vỏ kim loại như ở loa cánh trước thì chúng ta sẽ có phần nhựa. Đấy, ngoài ra thì có thể nhìn sâu ở bên trong thì vẫn là một chiếc 500. Đấy, cũng khá lớn so với một dòng loa chép, thì 500 của Audio Cycle rất là lớn, và Audio Cycle rất là chú trọng vào những cái tỉ mỉ, những cái chi tiết. Đấy. Tiếp theo thì vẫn là một bộ phân tần. Đấy, rất là xịn sò. Thế nhưng mà bộ phân tần không được sử dụng thì bây giờ em sẽ lý giải luôn là chúng ta đã sử dụng thay vào đó là một chiếc âm ly DF18. Nó sẽ tích hợp DSP và có mã là DSP8.6IA. Thì chiếc âm ly tích hợp DSP này sẽ có 8 kênh. Sorry mọi người chút là sẽ có 6 kênh. Để làm sao để chúng ta có thể kéo các loa cánh ở phần giải âm bát để củng cố phần giải âm bát nó được chắc hơn, đậm hơn, và anh em nghe những cái dòng nhạc sôi động nó sướng hơn, thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng cái con DLS ACP-10, một con loa sóc điện quốc dân, và anh em chơi âm thanh xe hơi nào cũng biết đến con loa này. Và khi nói đến loa sóc điện thì phải lựa chọn ngay ACP-10, đấy là một câu cửa miệng của dân chơi âm thanh xe hơi. Và con loa sóc điện này thì sẽ có công suất là 200W và nó sẽ đánh tương đương với lại một con loa sóc hơi cỡ nhỏ. Đấy, dành cho anh em nào mà chưa biết. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có các phần phụ kiện, ví dụ như ở đây là một chiếc dây tín hiệu của Magic Swap này, rất là xịn sò, được mạ vàng. Mạ vàng thì sẽ giúp cho tín hiệu mà truyền nó sẽ tốt hơn, nó sẽ không bị nhiễu. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có các cầu chì chia cũng được mạ vàng, rất là chắc chắn, những cầu chì hộp và một chiếc cầu chì tổng xịn sò ở đây, có hiện cả số vôn, hiệu điện thế ở đây. Một phần không thể thiếu nữa, đây anh em, đó chính là phần cách âm chống ồn. Và trên chiếc Beijing X7 này, với cái combo này thì chủ xe đã được
tặng phần cách âm chống ổn ở bốn cánh cửa với ba lớp. Thì chúng ta sẽ có hai lớp X3 đêm binh như em đang cầm ở trên tay này. Thì phần đêm binh này nó sẽ dày 2,5 ly và phần đêm binh này sẽ trực tiếp tiếp xúc với lại phần tôn cửa vỏ xe đấy, và sẽ làm cho thứ nhất là giảm chấn, thứ hai là giảm âm, giảm ồn đấy, tiêu âm. Và phần tiếp theo để mà gắn trên phần tắp đi cửa để chúng ta triệt tiêu những cái âm sắc nhọn, những âm gây chói tai, những cái tạp âm gây khó chịu, thì đó chính là cái mút tiêu âm dạng mút trứng như này và dạng bọt biển. Nó sẽ có vật liệu là composite polymer và nó sẽ giúp cho anh em sẽ có một cái trải nghiệm âm thanh tốt nhất có thể. Đó là đầy đủ các vật liệu cũng như là phụ kiện và loa có trong bộ combo này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem anh em thi công chiếc Beijing X7 này thế nào nhé. Phần cánh cửa của chiếc Beijing X7 này sẽ được dán 3 lớp, bao gồm có 2 lớp đêm binh ở trên phần cánh cửa và một lớp mút tiêu âm ở phần tắp bi. Thì ở trên phần tắp bi của chiếc Beijing X7 này chúng ta sẽ gắn luôn loa chép lên trên này, và loa mid bass thì chúng ta sẽ có ở đây. Vậy là sau một ngày anh em kỹ thuật thi công, thì bây giờ đến quá trình các chuyên gia sẽ căn chỉnh âm thanh cho chiếc Beijing X7, và sau đó chúng ta sẽ vệ sinh nội thất, ngoại thất và bàn giao xe cho khách. Anh em nào mà muốn nâng cấp âm thanh và nâng cấp chống ồn của châu Âu, của Step, của Audio Cycle thì hãy liên hệ đến các đại lý của Step và Audio Cycle để được hỗ trợ tư vấn và lắp đặt sớm nhất. Anh em Vina Pro, buổi ban bên kim mới đầu, hẹn sáng vẫn sẽ có nhau, mặc đời có sóng gió đến màu. Anh em Vina Pro, ngọn đắng trong ánh mắt đầu, dù ở bất cứ Vina đâu thì mình vẫn mãi Vina Pro. Anh em Vina Pro, buổi ban bên kim mới đầu, hẹn sáng vẫn sẽ có nhau, mặc đời có sóng gió đến màu. Anh em Vina Pro, ngọn đắng trong ánh mắt đầu. Cho mọi người like, cho dù mưa gió thì cũng sẽ đẹp. Không cần coi nắng của Trevor Remix, help pop it, Trevor get swag.